Chào các bạn, giới thiệu các bạn chiếc điếu ngà cành. Điếu này không hút được, đấy, chỉ để cành thôi. Cái này là cành tích câu, được bọc đồng. Đây là mặt bọc đồng này. Ở đây là phần nõ này. Ở đây là dòng men dạng nhé. Đây là cái chuôi của nó. Họa tiết rồng nổi ở trên cái đồng bọc này. Đây là mặt rồng to này. Nó sẽ có một cái giá rẻ như thế này. Đây, để anh em bày vào tủ hoặc là trên bàn uống nước, rất là đẹp. Cái này thì có nhiều tích sơn thủy, tích câu. Nó sẽ đo kích thước nhé. Nó là 40, chiều dài là 40 này. Chiều cao là 11 tính đến nõ. Đường kính của cái phần to nhất của nó là 8 cm. Của nó bộ nó sẽ là cái chạy như này. Quan sát. Cái này thì không hút được nhá, chỉ là cành thôi. Ok.